Không được hả con? Dạ được, ba đọc đi. Buổi sáng sớm mà nghe rên rồi, chắc bữa nay xui cả ngày. Con có ngứa miệng không con? Con ngứa miệng thì con ăn mà, con vừa ăn mà con cứ qua kia ngồi. Dạ. Qua cái bên kia ngồi. Dạ. Mày mắc bố rồi sao mà con cứ hoài vậy con? Dạ, chào cả nhà, mới tới. Cô giáo mới tới hả? Dạ. Sao ba chọi con? Không được hả con? Bây giờ ta nói được nè. Ba ơi, ba. Trời ơi Nguyên ơi, sao ông em gay gắt với ba em quá vậy? Ôi, anh hai ơi, chơi cờ cá ngựa với em nha. Biến vô khác đi. Ôi, chơi với em đi. Một mình em thì sao chơi được? Là không có chơi. Ôi, chơi đi. Biến vô khác. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. Ủa ba? À, con mới về hả? Ủa ba làm gì ngoài đây vậy? Ôi, ngoài đây giờ này mũi chích lắm á. Ba vận động cho nó tiêu hóa, ăn no quá mà. Hay là ba lại bị ông đuổi ra ngoài đúng không? Đuổi, đuổi gì chứ? Ba vận động mà. Thôi, ba đi vô nhà đi, theo con. Sao ông vô? Vô. Cái gì vậy? Sao ngồi trước mặt tôi? Ai cho mày xem? Đi chỗ khác. Có cái gì đâu con, thì coi chung đi. Không được đâu. Tâm Anh, qua đây ngồi không? Không được xem nghe chưa? Trời trời, bạn bè mà con nói cái gì vậy? Không được xem sao mà dám xem hả? Sao mày lì quá vậy? Trời ơi, bạn bè không có được nói cái giọng đó nghe chưa? Ông ngoại ơi, nó không phải là bạn của con, nó là đồ đáng ghét. Ai mà chơi chung với nó cũng sẽ là đồ đáng ghét luôn. Trời trời trời, cái con này. Trời ơi, Nguyễn Thị Cám mà. Sao vậy rồi? Dạ, thưa ba. Anh chưa đây? Dạ, con vô nhà rồi. Con gặp Nguyên ở ngoài cửa, cái hai cho con vô chung cho nó vui. Con biết là mình đang bị phạt không? Vô nhà hiên ngang còn nghe răng cười với tôi nữa. Ba, có tin tức thể thao chưa ba? Thằng này nó đánh trung lạng mà tôi nổi hết da gà luôn. Cậu có biết là cậu đang bị phạt không? Đang nghiền ngẫm cái tội lỗi của mình gây ra không? Hả? Thôi mà, con thương ba lắm. Con da gà ba. Trời ơi, có gì vậy? Anh có sao không? Ông đừng có đối xử với ba như vậy nữa được không? Làm sao? Đối xử sao? Ông lúc nào cũng khinh thường ba con hết vậy? Nhà đang có cô giáo, vậy mà ông lại lấy dép chọi ba. Hỏi chút á là ông đá ba. Ông làm vậy kỳ lắm không? Nguyên. Trời trời ơi, cái thằng này nó nói cái gì vậy? Sao lại hỗn với ông như vậy? Tại ba làm lỗi cho nên ông mới phạt ba thôi. Cho dù ba con có lỗi như thế nào đi nữa thì ba con cũng đã có hai đứa con rồi. Cứ hỏi chút là ông bắt ba con đứng ngoài phạt. Làm vậy kỳ lắm á. Nguyên, bữa nay con sao vậy? Hỗn hào với ông ngoại hả? Mẹ với ông lúc nào cũng la ba, cũng chửi ba. Ngay cả người trong nhà mà không tôn trọng như vậy thì làm sao người ở ngoài tôn trọng ba được hả? Trời trời, bữa nay mày dám hỗn với ông hả? Dạ. Nguyên à, hồi nãy con làm vậy làm có đúng đâu. Dù gì con cũng là con cháu, mày mốt đừng làm vậy nữa nghe chưa? Con biết là con sai, nhưng mà con thấy ba như vậy con không có chịu nổi. Cứ bị ông xem thường mà ba cũng im lặng à. Ba cũng phải cần có lòng tự trọng của ba nữa chứ. Sao con biết ba không có lòng tự trọng? Trong chuyện này rõ ràng là lỗi của ba. Ba sai cho nên ông mới phạt ba như vậy.
Chứ bình thường ông rất là tin tưởng và quý trọng ba. Thiệt hả ba? Đương nhiên là thiệt rồi. Mỗi lần mà ông la mắng ba xong là sau đó ông lại cảm thấy có lỗi. Bây giờ nghĩ lại ba cảm thấy ông rất là dễ thương á. Nguyên, cảm ơn con trai của ba đã đứng về phía ba. Nhưng mà chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà con mất điềm tĩnh là không hay chút nào. Phải tập giống như ba vậy nè. Cười lên cho qua hết mọi chuyện, vậy là xong. Dạ. Thằng này, ngày mai tới công ty của ba đi. Ba mua cái gì ngon cho con ăn. Hình như cũng lâu rồi hai bà con mình không ăn chung với nhau đúng không? Dạ. Em tới đây tìm ai ạ? Em là Nguyên. Em đến đây để gặp ba em. À, ba em là phó giám đốc Ngọc hả chị? Chị là người mới hả? Ừ, chị mới tới đây làm thư ký. Ba em đang ở trong phòng giám đốc á. Em đợi lát đi, ba em bị đuổi ra giờ. Ra ngoài! Còn đứng nữa hả? Đi ra! Ủa ba? Ủa, con mới tới hả? Dạ. Làm lại bản tên phó giám đốc cho tôi. Từ ngày mai, trưởng phòng Khiêm sẽ là phó giám đốc. Nghe rõ chưa? Đi qua phòng của ba nha. Đi. Dạ, đi con. Dạ. Vô đi con. Sao còn đứng đó? Ngồi đi. Dạ. Cô uống trà đi. Ba ơi. Bộ ba bị ông đuổi hả? Khờ quá, làm gì có chuyện đó. Không phải đâu. Tại vì thời gian qua ba làm việc nhiều quá, bận rộn cũng nhiều, cho nên sẵn ba xin ông cho ba nghỉ phép để nạp lại năng lượng. con. Dạ. Con đi leo núi với ba nha. Hai ba con mình sẽ lên núi hít thở không khí trong lành ở trên đó, xong rồi cái mình đi xuống núi mình kiếm gì mình ăn được không? Dạ. Thoải mái quá đi. Con thấy ở đây làm sao? Dạ, ở đây thích. Hít thở không khí ở đây đúng là không có gì bằng thiệt luôn. Người ta thường nói dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nhịn làm nên cơ đồ. Có nghĩa là người đàn ông muốn làm việc lớn thì không nên chấp nhận những điều tiêu cực của mình, mà phải biết nhẫn nhịn, nhìn đời thật lớn và thật xa, như vậy thì mới được. Con hiểu rồi. Nhưng mà ba định nghỉ việc luôn hả? Ừ. Có lẽ từ trước tới giờ ba chỉ biết chạy về phía trước. Bây giờ có lẽ tới lúc ba phải ngừng lại và nghỉ ngơi rồi. Với lại cũng cần phải làm mới nhận định của mình nữa. Con thấy ba làm sao? Con thấy nếu không thì ba làm ít việc lại, chứ không lẽ có việc vậy thôi mà nghỉ luôn thôi ba. Cái thằng nhóc này, con nghĩ ba của con tệ bạc như vậy hả? Thôi bỏ qua chuyện này đi, bây giờ làm theo ba nha. Dạ. Làm giống như ba nha. Dạ dạ. Sao thấy thoải mái ghê chưa? Đã lắm ba. Đúng là sảng khoái ha. Là cái nữa ba. Anh Hân. Không. Vậy ba tự gấp. Ba hít gấp bằng gỗ của ba được không? Ba không đến nhờ ai hết. Dạ. Ra cái cục thì gấp hoài, gấp không được rồi nè. Con mua đi, con đừng có động vô để ba gấp mình ba ơi. Dạ rồi, dạ rồi. Bây giờ cũng tàu hổ nó cũng ghét bà lắm, còn bà gấp nó nữa kìa. Thiệt đó. Thôi về bà ơi. Nhìn vậy. Coi gì coi. Mất má rồi tới mấy người rồi coi. Kỳ của tôi. Lại tôi đi. Thôi về bà ơi.
Dạ vậy ba chưa có ăn một miếng gì luôn á, ba nói thiệt á. Bây giờ uống à? Thôi ba đừng uống nữa ba, nhiều quá rồi. Về 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 hả? Dạ về về ba. Thôi được, con trai yêu quý của ba muốn về thì về thôi. Dạ dạ. Nhìn thưa à? Bây giờ không về ba gai không? Với lọc chưa không? Dạ thôi ba. Tôi nói với người biết nha, tôi chưa bao giờ sợ ai nha, mà cũng chưa ai sợ tôi nha, bụng chơi không? Dạ dạ dạ, thôi dạ. Chơi dạ, với mấy người về ba. Hết máu về, luôn về, ba. Chị tính tiền giùm em chị ơi. Sao đau cái đầu dữ vậy nè. Ủa sao tôi lại ngủ ở đây vậy? Ra ngoài, còn đứng đó hả? Đi ra. Ủa ba. Ủa con mới tới hả? Dạ. Bây giờ không về ba gai không? Với lọc chưa không? Dạ thôi ba. Tôi nói với người biết nha, tôi chưa bao giờ sợ ai nha, mà cũng chưa ai sợ tôi nha, cũng chưa không? Nguyên, con ngủ rồi hả? Chắc là con cũng nghĩ ba vô dụng lắm đúng không? Ba xin lỗi. Ba cũng muốn trở thành người cha tốt, người cha tài giỏi để cho con noi gương. Nhưng mà thật sự nó có những việc không như mình muốn đâu con. Lớn lên đừng có giống như ba, nhớ nghe chưa?